chào các bạn. Hôm nay thì mình đang có mặt ở cơ sở Lê Thanh Nghị. Và hôm nay ở với giờ vàng giá sốc thì đã có rất nhiều các bạn khách hàng đến với Lê Thanh Nghị để trải nghiệm. Hãy cùng mình phỏng vấn một vài bạn để xem cảm nghĩ của bạn ý như thế nào nhé. Chào bạn, hôm nay đến với cả cơ sở Lê Thanh Nghị thì bạn đã mua được gì cho mình rồi? Em mua cho mình được một chiếc ghế Warrior ạ, công thái học ạ. Bạn cảm thấy cái sản phẩm này như thế nào? Em cảm thấy là cũng khá là phù hợp với em. Em cũng đang có nhu cầu và thì em thấy bên mình đang có chương trình ấy, giờ vàng thì em đến săn thôi. Vâng. Trải nghiệm của bạn khi đến với cả Lê Thanh Nghị hôm nay như thế nào? Em thấy cũng khá là chu đáo và nhiệt tình ạ. Vâng. Mọi người thì được vào ngồi rồi xem showroom rồi được phát số từ sớm. Vâng. Em thấy là đợt này cũng không quá đông ấy, cho nên là cũng không phải chờ lâu và cũng không phải tranh giành quá nhiều. Vâng. Chúc bạn có những trải nghiệm tốt với chiếc ghế mình vừa mua nhé. À, vâng, em xin cảm ơn ạ. Chào bạn, thì hôm nay đến với An Phát thì bạn cảm thấy trải nghiệm dịch vụ của An Phát như thế nào? Thực sự thì mà nói thì hôm nay mình đến An Phát mình cũng rất là bất ngờ khi rất nhiều khách hàng đến và rất là đông. Mình phải đợi xếp số và cũng rất là lâu mới đến tay. Và khi mà lấy số xong và đợi được đến mình lựa chọn sản phẩm, thực sự rất là hồi hộp. Nhưng mà cũng hơi đáng tiếc là có một số sản phẩm mà mình thấy nó hết mất rồi. Nên mình chọn sang sản phẩm khác, đó chính là chọn chiếc ghế này. Rất là thật là may mắn khi mà mình vẫn có thể lấy được chiếc ghế này. Thì hôm qua mình có bị ốm nhưng mà mình cố gắng uống thuốc để hôm nay có thể còn đủ sức khỏe đến đây mua hàng. Thì với cái giá sale hôm nay bạn nhận được thì bạn có hài lòng không? Với mức giá sale hôm nay thì mình thấy nó khá rẻ so với ở mọi nơi cũng như ở trên web của An Phát công bố. Rẻ hơn khoảng 50%. Mình cũng rất là cảm ơn bạn khi hôm nay đã đến với An Phát ở giờ vàng giá sốc nhé. Thì chúc bạn sẽ có những trải nghiệm vui với chiếc ghế mà mình vừa mua nhé. Cảm ơn. Em chào anh. Hôm nay thì đến với cả An Phát giờ vàng giá sốc thì anh cảm thấy dịch vụ của An Phát như thế nào? Dịch vụ của An Phát rất là tốt. Anh mua tuy là anh mua sản phẩm thì cũng khá là to ấy, nhưng mà anh nhận hàng cũng khá là nhanh. Anh chỉ đợi khoảng 1-2 phút là đã lấy được hàng rồi. Thế sản phẩm hôm nay mình mua là gì đấy ạ? Anh mua là màn hình Samsung Odyssey. Đấy, thì cũng là một sản phẩm khá là chất lượng, 165Hz. Đấy. Thế với giá thành hôm nay thì anh có cảm thấy là hài lòng với cái mức giá sale hôm nay không? Mức giá sale hôm nay thì quá là tốt rồi. Giảm đi phải đến 1/3 thì giá thành ra là cũng khá là ok. Em rất cảm ơn anh hôm nay đã đến An Phát để trải nghiệm dịch vụ ạ. Chào bạn, hôm nay đến với An Phát thì bạn đã mua được gì rồi? À vâng, hôm nay em mua được một con cà 660 Super. Bạn cảm thấy hài lòng với cái sản phẩm của mình không? Vâng, em khá là hài lòng, bên mình service tốt phết. Vâng, đến trải nghiệm hôm nay của bạn thì bạn cảm thấy như thế nào? Em thì thấy dịch vụ nhanh, mình đứng chờ cũng service cũng tốt, phục vụ nước các kiểu vui phết. Vâng, cảm ơn bạn đã đến với An Phát hôm nay và chúc bạn sẽ có những trải nghiệm vui vẻ với cả màn hình bạn vừa mua nhé. Cảm ơn nhé. Chào bạn, hôm nay thì đến với An Phát thì bạn đã mua được sản phẩm gì cho mình? Hôm nay đến với An Phát mình đã mua được một cái am màn hình để có thể treo màn hình của mình lên. Cũng mua được với cả cái mức giá khá là ưu đãi. Thì đến với An Phát hôm nay trải nghiệm dịch vụ của An Phát mang đến cho bạn ấy, bạn có hài lòng không? Mình thấy dịch vụ An Phát khá là chuyên nghiệp. Từ lúc mà mình xếp hàng đến lúc vào trong thì đều được nhân viên hướng dẫn rất là tận tình. Mình rất cảm ơn bạn hôm nay đến với giờ vàng giá sốc của An Phát thì chúc bạn sẽ có nhiều trải nghiệm vui vẻ với sản phẩm mà mình vừa mua nhé. Vâng, mình cảm ơn. Chào bạn, hôm nay thì đến với An Phát cơ sở Lê Thanh Nghị thì bạn đã mua được gì cho mình rồi? Dạ, mình mua được bàn phím, thiết bị định tuyến và con chuột ạ. Mình định mua màn hình nhưng mà hết mất rồi ạ. Hôm nay đến với trải nghiệm của An Phát thì bạn cảm thấy dịch vụ của An Phát như thế nào? Dịch vụ của An Phát rất tuyệt vời ạ. Không biết nói gì hơn ạ. Hiện tại thì cảm xúc của bạn khi mà là người may mắn trúng một chiếc màn hình ở giải đặc biệt thì bạn đang cảm thấy như thế nào? Mình không tin vào mình. Rất là... Mình không tin nổi là mình có thể trúng được màn hình trong khi đó mình đang tính là đi mua màn hình ạ. Chúc bạn có những trải nghiệm tốt với những sản phẩm bạn vừa mua và với cả món đặc biệt, chiếc giải thưởng đặc biệt này nhá. Mình rất cảm ơn bạn ạ. Cảm ơn An Phát ạ.